Con đường hành quân từ Bắc vào Nam, đường xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt vượt qua bao đèo cao suối sâu, cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt. Tôi được biết là người dân Bắc Việt Nam đã dốc sức chi viện cho chiến tranh, tất cả cho chiến trường, và xã hội miền Bắc có thể được gọi là xã hội của những người du kích. Cuộc chiến tranh 10.000 ngày, xã hội của những người du kích. Kịch bản Michael MacLear, đọc lời bình Richard Basner. Đường mòn Hồ Chí Minh là một con đường dẫn chuyển người và vũ khí cho tiền tuyến nối liền miền Nam với miền Bắc Việt Nam và nối cả các vùng do Việt Cộng kiểm soát. Đây không phải là một con đường mòn duy nhất, mà là một hệ thống đường xá, cầu cống, kinh rạch nối tiếp nhau từ miền Bắc vào miền Nam trên một khoảng cách lớn, trên khoảng 1.500 dặm, từ Bắc vào Nam. Đây quả là một chuyến đi gian nan vất vả. Đường mòn xuất phát từ một điểm ở gần bờ biển phía Bắc Việt Nam và kết thúc bằng một đoạn đường đèo hẹp ở gần cao nguyên Trung Bộ. Tiếp đó đến tận Sài Gòn, đường chạy dài trên dãy núi Trường Sơn ngăn cách Việt Nam và Lào. Một nhà báo phương Tây, người Australia, Winfred Burchett đã đi dọc theo con đường mòn này. Tôi đã đi dọc theo con đường mòn Hồ Chí Minh kể từ lúc bắt đầu đặt chân đến đoạn đường đồi núi hiểm trở, cho đến khi đi hết con đường mòn, mất 6 tháng rộng. Sau khi vượt qua vùng núi non hiểm trở ở phía Tây vĩ tuyến 17, cho đến tận cửa ngõ Sài Gòn, tôi đã đi qua nhiều vùng rừng núi hiểm trở, nhiều dốc đá tai mèo, cũng như các xóm làng bình dị. Tôi đã vượt qua những đoạn đường sững tóc gáy, những con đường độc đạo, những cầu tre chênh vênh bắc qua những đoạn suối sâu, cũng như đi ven qua các thành phố thị xã nhộn nhịp xe cộ. Tôi đều được ngắm nhìn đỉnh đèo, các ngọn núi hùng vĩ ở biên giới Lào, Việt Nam và cả vùng Đông Campuchia. Đường mòn này được bắt đầu hoạt động từ năm 1959 khi Bắc Việt Nam quyết định chi viện người và vũ khí cho du kích Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam. Nhà chiến lược Bắc Việt Nam, Đại tá Hà Văn Lâu nói: "Đây chính là con đường giao thông chiến lược quan trọng. Hàng năm các loại binh chủng đều đi dọc con đường này, đã hoàn thành sứ mạng cao cả của nó. Nó đã góp phần đặc biệt quan trọng. Chúng nó giúp chúng tôi đánh bại cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam." And this strategic network fulfilled its vital mission in the struggle of our people against local American war in South Vietnam. Năm 1954, các lực lượng vật chất để chi viện cho miền Nam được tập kết rải rác dọc theo bờ biển miền Bắc. Chờ khi có điều kiện thuận lợi sẽ được chuyển vào các vùng núi non hiểm trở dọc chiến trường. Phần lớn đoạn đường mòn đi qua miền Trung Việt Nam, kể cả hệ thống đường mòn này có thể chống đỡ và tồn tại được qua cuộc chiến tranh bằng không quân. Lực lượng không quân Mỹ tập trung phát hiện nó và phá hủy các mục tiêu cụ thể trên đường mòn này. Phá hủy đường mòn Hồ Chí Minh được coi là chìa khóa dẫn đến kết thúc chiến tranh. Baker, đại sứ Mỹ ở miền Nam, nói: "Phải cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, không cho hàng chi viện đến miền Nam và giữ cho đường mòn không hoạt động được trong một thời gian, để người và súng đạn từ Hà Nội không đến được mặt trận. Cả việc phòng thủ bảo vệ con đường và chi viện cho Việt Cộng, cũng như các cuộc quân kích bằng không quân của Mỹ đều tăng lên theo năm tháng." Từ năm 1964 đến năm 67, những cuộc quân kích của không quân Mỹ đã tăng từ 2.000 phi vụ lên 7.000 phi vụ một tháng. Ban ngày, các phi công cố gắng phát hiện các mục tiêu di động trên đường để tiêu diệt chúng.
hoặc ít nhất ném bom tạo thành các hố sâu để xe cộ Việt Cộng không thể vượt qua được. Các loại vũ khí đủ cỡ được sử dụng để bẻ gãy mọi di chuyển của Việt Cộng, bom rocket được sử dụng để phá hủy đường và những vùng để lại dấu xe. Pháo và quân Bắc Việt Nam cố gắng bảo vệ đường mòn bằng các đơn vị pháo cao xạ và cả tên lửa. 25.000 binh lính phòng không của Bắc Việt Nam để bảo vệ con đường mòn này. Họ cũng được tăng cường bằng vũ khí bộ binh để tự vệ khi cần thiết chống lại bộ binh Mỹ và quân đội Sài Gòn. Phía Mỹ ỷ vào cuộc oanh kích và ném bom của máy bay tối tân hiện đại chưa từng có trong lịch sử. Với máy bay trinh sát điện tử cực kỳ chính xác. Nhưng rồi Cộng sản vẫn tiếp tục chi viện với lực lượng tối đa 15.000 xe vận tải và các phương tiện chiến tranh khác. Quân Cộng sản đã đem theo vũ khí và cả phương tiện sửa chữa cầu đường bị phá hủy. Hệ thống đường chiến lược này được quân tiên phong tình nguyện gọi là thanh niên xung phong, phần lớn là những thanh niên thường xuyên tích cực bảo vệ. Các đơn vị này luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để có thể sửa chữa đường ngay sau khi bị ném bom. Mặc dù máy bay Mỹ không lúc nào ngừng đánh phá, các con đường mòn này không hề bị gián đoạn một giây phút nào. Bất chấp những trận ném bom của không quân Mỹ, sự xâm nhập của Việt Cộng ở từ miền Bắc vào miền Nam ngày càng được tăng cường. Even with the very strict surveillance of the American planes on this road, never was the road cut. Jamais la route a été coupée. Despite the bombing, communist infiltration increases year by year. Giới quân sự Mỹ thừa nhận, chỉ trong năm 1965 có 35.000 quân Bắc Việt Nam đã hành quân xuyên qua đường mòn miền Nam. Năm 66, con số này lên đến 89.000 người và năm 1967 lên đến 90.000 người. Đến năm 68, lên 150.000 người. The trail defenders grow their own food. Their campsites and truck repair depots spaced every few miles under thick jungle canopy. Lực lượng bảo vệ đường mòn rải rác ở các đoạn đường, cứ vài dặm lại có một đoạn đóng trong các trạm rừng sâu. Các đơn vị này sinh hoạt và làm việc rất có kỷ luật. Mỗi chặng có một trạm xá, bệnh viện dã chiến với các y tá và một bác sĩ phẫu thuật. Hệ thống các đơn vị này đã góp phần duy trì đoạn đường và do đó góp phần thúc đẩy cuộc chiến tranh. Nhiều chỉ huy quân đội Mỹ không tin được rằng các đơn vị thanh niên này có thể tồn tại, bám trụ được trong điều kiện chiến tranh ác liệt đến như vậy. Dựa theo nguồn thông tin mà chúng tôi có được, thật khó có thể tin rằng con đường mòn này lại có thể nhộn nhịp đến như vậy. Chúng tôi thấy không còn lối thoát nào khác là tìm cách rút khỏi đất nước này. Mọi người đều thấy rằng một khối lượng lớn người và của vẫn tiếp tục tuôn chảy từ miền Bắc vào miền Nam. Thế nhưng không thể làm cách nào để ngăn chặn được họ. Tôi đã nêu trong một bản báo cáo của mình về hệ thống thiết bị điện tử có thể phát hiện bất kỳ một sự di động nào trên đường mòn mới có thể ngăn chặn được dòng chảy của nó. Chính phủ Mỹ có biết về những thông tin đó, quân đội Mỹ và cả CIA cũng biết nó, nhưng mọi người đều xem ra không thể đoán biết được khả năng của kẻ thù có thể phát động được cuộc chiến tranh toàn diện vào năm 1968. Ở nước Mỹ, người ta bắt đầu bàn tán về con đường mòn Hồ Chí Minh. Đây không đơn thuần là con đường mòn mà là một mạng lưới gồm ít nhất hàng chục con đường với hàng ngàn dặm đường và hàng trăm các binh trạm dọc theo con đường này để có thể đáp ứng nhu cầu về hậu cần của kẻ địch và gia tăng sự chi viện cho chiến trường. Tôi có thể nói rằng bộ đội của Việt Cộng không phải là người lính siêu phàm. Những người lính từ miền Bắc và miền Nam mỗi tuần dừng nghỉ một lần tại một binh trạm nào đó. Tại đây họ nghỉ ngơi và dưỡng sức, như phía Mỹ thường nói. Họ được bồi dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần. Thú vui nhất của họ
mỗi khi dừng chân là ghi nhật ký. Họ ghi lại những trang nhật ký của mình, những cảm nghĩ, những điều xảy ra trên đường đi, về cảnh quan, và thường trao đổi nhật ký để cùng thưởng thức. Khi các điểm cao trào của cuộc chiến, người ta chỉ hành quân trong 6 tuần, chứ không phải là 6 tháng như thường lệ. Những lúc khẩn trương này, bộ đội được chở trên các xe vận tải vượt qua các đoạn đường lớn ở miền Bắc, đến cửa các khu rừng rậm. Khi rời miền Bắc, mọi người lính đều được phát quần áo, trang thiết bị, sau đó họ xuôi đường mòn, vượt sang Lào. The troops moving south stop one day each week at base camps. These provide what the Americans call rest and recreation, R&R. The most popular pastime, against army regulations, is keeping diaries. As one captured soldier said, we wrote about the terrain, the scenery. We wrote poems and exchanged our diaries to read. At the height of the war, the journey south takes only 6 weeks, where it once took 6 months. Now they move by truck to assembly areas in North Vietnam, and then through jungle passes into the mountains. On leaving the North, they get new clothes and equipment. Then from the supply camps, they start down the trail through Laos. An assessment of them by U.S. Commander General William Westmoreland. Ông Westmoreland, Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam nói, đây là một hệ thống các tuyến đường rất là tinh vi phức tạp, đi từ miền Bắc vào miền Nam. Đã được báo chí nói đến rất nhiều. Những người chỉ huy quân đội ở Bắc Việt Nam có tính kỷ luật cao, được huấn luyện tốt, nhưng họ rất tàn nhẫn. Họ tìm mọi cách để khích lệ quân đội của mình. Nhưng khi người lính miền Bắc này đến miền Nam, họ được tuyên truyền về các thành phố làng mạc quê hương mình bị bom đạn Mỹ tàn phá dã man. Những người lính ấy, già hay trẻ, đều có chung một ý nghĩ căm hờn đối với kẻ thù. Họ thương yêu đồng bọc nhau hơn và chiến đấu hăng say hơn. Sau một thời gian dài đi trên đường gian khổ, chông gai, họ đều hướng đến các mục đích cần đến. Các thành phố thị xã, hay có thể nói đúng hơn là các căn cứ của Việt Cộng ở miền Nam. Soldiers are instructed not to tell their destination. The tour of duty is indefinite for those who travel south. As the war intensifies. Cũng có một số người chùn bước quay trở lại. Có một điều rất lạ là khi chiến tranh xảy ra càng ác liệt, thì số người quay trở lại rất ít. Thường ngày trên đường đi, họ dậy từ 3 giờ sáng, hành quân ít nhất là 10 dặm trong khoảng 10 tiếng đồng hồ. Khi dừng lại, họ nấu ăn và chuẩn bị bữa trưa cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ. Đối với họ, bữa ăn tươi thường có thêm rau rừng và cá tươi bị giết bằng lựu đạn ném xuống suối. Trên đường đi, họ thường mang theo từ 35 đến 40 kg trên lưng, bao gồm 3 áo sơ mi, 3 quần, 1 bánh ni lông, lương ăn và súng ống đạn dược dùng để chiến đấu trên đường đi. Hàng chục nghìn người đã bị chết do cuộc sống vật chất thiếu thốn trên đường đi. Có nhiều biến cố thường xảy ra, trường hợp xấu đến với họ, đặc biệt là sốt rừng. Nhiều người đã được khám, xét nghiệm và đã cho thấy họ bị sốt rét ác tính do những siêu vi trùng sốt rét. Nhiều thuốc chống sốt rét và kháng sinh khác được chuyển đến cho họ qua con đường Campuchia. Từ các thành phố miền Nam, thậm chí từ nguồn các cây thuốc địa phương, cũng như từ miền Bắc và thuốc men được cung cấp cho các binh trạm bệnh viện dã chiến. Tại các binh trạm, binh lính được phát thuốc men, được uống thuốc chống sốt rét và điều trị các vết thương nhỏ. Họ được cấp thuốc để đề phòng rắn cắn và họ cũng được phổ biến các biện pháp xử lý khi chẳng may bị rắn cắn. Họ thường được cấp cứu ngay, băng garo các vết thương và uống thuốc để chống nọc độc khỏi truyền vào người. Vì nếu không, họ sẽ chết sau vài ba phút thôi. Sau đó, họ chích vết thương để nặng máu độc ra và đưa về trạm để điều trị gần nhất. Yeah.
Vào giữa năm 1968, khi Mỹ bắt đầu rút dần quân đội của mình, đồng thời tăng cường biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập từ miền Bắc Việt Nam, các trận ném bom oanh tạc đường mòn đã được tăng gấp 3 lần lên con số trên 200 trận một ngày. Việc ném bom đường mòn đã làm tăng chi phí quân sự cho cuộc chiến ở đây. Nó đã tăng thêm 1 tỷ đô la nữa mỗi năm. Tính tổng cộng, Mỹ đã mất tổng cộng là 500 máy bay dọc theo đường mòn này. Bộ Chỉ huy Chiến tranh Mỹ tuyên truyền về chiến thắng của họ trên mặt đất. 25.000 binh lính Việt Cộng đã được báo cáo là bị tiêu diệt trong khoảng thời gian 7 tháng. Nhưng một điều rõ ràng là ném bom đường mòn không hề ngăn chặn được bộ máy chiến tranh của Bắc Việt Nam. Chi viện từ miền Bắc lập tức được vận chuyển theo một hệ thống tinh vi khéo léo hơn. Thoạt đầu, những trận quân tạc cũng gây những khó khăn nhất định, nhưng ngay lập tức là có sự điều chỉnh, đường mòn trở thành hệ thống các tuyến đường cơ động linh hoạt. Đến những năm 70, họ có cả một hệ thống tiếp nhiên liệu và sửa chữa dọc theo đường mòn. Nó có thể cung cấp những gì cần thiết từ A đến Z. Đến cuối năm 1968, người ta nhận được các báo cáo là tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng có 10.000 xe vận tải được sử dụng trên cả đoạn đường. Các xe vận tải thường được kiểm tra chu đáo tại các trạm, được đặt cách đều nhau. Cứ khoảng 40 dặm lại có một trạm vừa kiểm tra vừa sửa chữa các đoạn đường. Đồng thời đây cũng là nơi tiếp ứng nhiên liệu. Những trạm này giúp cho các đoạn đường được thông suốt để cho các xe cộ qua lại thường xuyên. Nếu chẳng may có xe nào bị bom thì người ta quyết định đẩy nó sang một bên để cho xe khác vượt qua, và trạm chịu trách nhiệm sửa chữa ngay đoạn đường vừa bị bom đó. Khi có máy bay đến ở các trạm, người ta đánh cảng báo động, người và xe lập tức rời khỏi đường mòn và sơ tán đến các nơi quan tạc. Có thể phát hiện ra những nơi để xe như vậy khi ở trên đường đi hơn là trên máy bay. Tại các điểm sơ tán này, cả người và xe được đón tiếp chu đáo. Người ta áp dụng các phương pháp ngụy trang đánh lừa máy bay. Nhưng cũng có lúc các phi công Mỹ phát hiện ra những nơi giấu xe. Theo các chuyên gia Lầu Năm Góc năm 1967, hàng ngày các đoàn xe vận tải chở 600 tấn hàng đến đích cung cấp cho miền Nam quân trang, đạn dược, vũ khí, được sơ tán trải dài trên hàng trăm làng mạc ở vùng nông thôn miền Bắc. Người Mỹ thường dựa vào sức mạnh của mình bởi những cuộc hành quân có quy mô lớn, song những người lính thực hiện những cuộc tấn công đó thường có ý kiến chỉ trích, mặc dù có những biện pháp, những phương tiện hữu hiệu hơn trang bị cho quân đội so với những cái mà người lính có trong Đại chiến Thế giới thứ hai và trong cả cuộc chiến tranh Triều Tiên. Những người lính bây giờ có những phương tiện hiện đại, có thể tiến hành các cuộc hành quân quy mô lớn. Những phương tiện liên lạc giúp cho người ta phát hiện và phân biệt được các loại tiếng động ngay cả trong các khu rừng rậm ở phía dưới và những tốt người đi lại trên mặt đất. Nhưng chúng ta vẫn thất bại. Không thể chặn đứng được các con đường mòn, quân đội Mỹ tập trung vào việc thiết lập cho được cái gọi là tam giác sắt ở cái Sài Gòn phía Bắc khoảng 40 dặm để chặn đứng sự xâm nhập của Cộng sản. Tướng Westmoreland chủ trương tiến hành những chiến dịch thông thường trên quy mô lớn. Tôi muốn thiết lập một dành đai thép ở phía Tây và Bắc Sài Gòn để Cộng sản không bao giờ dám đến đó. Nhưng những vùng ở ngoài tam giác sắt này dường như lại bị kẻ thù chiếm giữ. Họ có những biện pháp và những phương tiện ẩn náu tốt. Chỉ huy sở của họ ở nông thôn được ngụy trang và bảo vệ tốt, được cung cấp đầy đủ các vũ khí cần thiết. Một điều quan trọng và rất cần thiết là phải xây dựng hệ thống các vùng được bình định. Với hệ thống này, người ta có thể phát hiện được những vật di động, dù là rất nhỏ. Nhưng rồi, cộng quân đã xâm nhập được
Không phải là các đơn vị nhỏ mà là cả đến đại đội hay cả tiểu đoàn. Their headquarters well dug in and camouflaged. They had their supply dumps there. And it was necessary for the sake of protecting the pacification effort and for preempting the capability of moving into the populated areas for us to go in and to disrupt that. But you couldn't go in with a platoon, you couldn't go in with companies, you couldn't go in with battalions. They would have been chewed up. They would have been ambushed and decimated. And therefore, it took War Zone C a massive troop efforts to go in there with safety and get the job done with minimum losses. And that was done. Westmoreland prefers a direct attack on the plane. Tướng Westmoreland đã tung các đơn vị thám báo dọc theo đường ngõ. Nhưng để làm được việc này thì cần đến 4 sư đoàn bộ binh tinh nhuệ. Trong khi Mỹ đã tiến hành rút quân, do vậy, để thay cho việc đó, Bộ Chỉ huy Mỹ đã cho tiến hành các chiến dịch càn quét vào các vùng được coi là đầu não của Cộng sản. Một viên tướng chỉ huy ngoài mặt trận, tướng DeWitt, nói, người Mỹ tiến hành chiến dịch được coi là tìm việc, nhưng rồi chiến dịch cũng tỏ ra không hiệu quả như mong muốn trước sức đối phó của Cộng quân. Trở lại những biện pháp đã được sử dụng vào năm 1954, ngay cả hồi đó, các đơn vị của Pháp và quân dù của Việt Nam Cộng Hòa chỉ tiến hành tuần tiễu các khu rừng rậm để tạo điều kiện cho các thành phố, thị trấn, làng mạc có thể tìm và phát hiện ra kẻ thù và tiêu diệt chúng. Chiến dịch này gắn với các bức tranh về các đơn vị và những người lính đi tìm ở các làng, đốt phá nhiều ngôi nhà để tìm cho được những cộng sản nằm vùng. Việc này lập tức trở thành một công việc bẩn thỉu. Sau một số chiến dịch, các máy bay lên thẳng và không dẫn đã làm thay đổi một số các vùng ở nông thôn. Tại các vùng nằm trong các khu vực hành quân, các làng được coi là căn cứ cộng sản. Những người dân làng này được coi là tiếp tế cho cộng sản đã được chuyển đến các ấp bình định. Thực chất là những trại tập trung trá hình. Nhưng rồi các lực lượng du kích cộng sản vẫn xâm nhập từ miền Bắc, cũng đã kiểm soát đến 60% nông thôn ở miền Nam. Họ đã mang đến đây các tài liệu, sách báo gọi là của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, nhưng thực tế được phát hành từ miền Bắc. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cố gắng truy lùng những sách báo này để đốt cháy nó, cùng với các thứ vũ khí của Cộng sản để ngăn chặn việc sử dụng đất thánh của Cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Lực lượng quân đội Mỹ vốn có sức cơ động lớn dựa vào các chiến thuật tiến và rút chớp nhoáng đã giúp hỗ trợ tốt cho các lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi quân đội Mỹ rút đi, các lều trại, nhà tranh và các căn cứ của Việt Cộng lại xuất hiện trở lại nhanh chóng. Những lực lượng chính của Mỹ phải co cụm vào các vùng đồng bằng, các giữa lúa gạo ở châu thổ và các vùng sông lớn. Một khi đường mòn Hồ Chí Minh phát triển, bất kỳ một người dân nào cũng có thể trở thành người lính chiến đấu có kỷ luật và được chỉ huy rất tài tình khéo léo. Lực lượng cộng sản này thường tập hợp thành hàng trăm đơn vị nhỏ. Khoảng nửa đêm, các lực lượng này tấn công vào các căn cứ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù những lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn ở trong tình trạng báo động, có thể nhìn thấy những khuôn mặt của họ dưới các vành mũ, kể cả mũ sắt, thấy họ mang theo súng trường, đạn dược. Cho những người mang theo điện thoại, thậm chí cả vũ khí hạng nặng nữa. Các vùng đất ở ven biển, bởi lẽ Việt Nam có thể coi là đất nước tìm ra đối sách tốt nhất cả. Nước Mỹ đã dựa vào các tin tức tình báo, nhưng rõ ràng các tin tức tình báo này không chính xác và có thể đối phương đánh lừa. Nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam, chúng ta đã không tìm hiểu đúng mức về các lãnh tụ, các nhà lãnh đạo quân đội của đối phương. Liệu các người Mỹ có đặt lòng tin vào các nhà lãnh đạo của chính họ, Washington, trong bao nhiêu năm nữa? Rất nhiều chính khách đã kêu gọi chính phủ Mỹ là phải có những đối sách thích hợp hơn đối với chính phủ Việt Nam. Ichabod Crane began to
to grow of an enemy capable of the most incredible sorts of deeds. To the U.S., the most puzzling aspect of the North Vietnamese is their ability to absorb such great damage. Despite America's vast commitment to the war, many policymakers claim the U.S. lacked basic knowledge about its enemy and so developed the wrong strategy. After 20 years of involvement, the U.S. military had few recognized intelligence experts. General Edward Lansdale. Trở lại năm 1940, chúng ta có thể thấy được lực lượng du kích của ông Hồ Chí Minh đã phát triển như thế nào. Ông Hồ Chí Minh đã huy động được nhiều lãnh tụ quốc gia chủ nghĩa, ủng hộ Cộng sản trong rất nhiều năm, trải qua nhiều biến cố lịch sử đặc biệt đối với nước Việt Nam, là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. From its guerrilla beginnings in 1945, Ho Chi Minh's nation is shaped by men dedicated to a communist. Rất nhiều người trong số họ không được chúng ta biết đến, và ban lãnh đạo chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam hầu như không hề thay đổi trong một thời gian qua. Đây là một trong những lãnh tụ chốt bu về chính trị và quân sự của họ. Sinh ra ở Nam Việt Nam, ông Lê Dũng đã tham gia phong trào Cộng sản và đã trở thành lãnh tụ của kháng chiến chống Pháp ở miền Nam. Ông là người phát triển đường lối chỉ đạo cuộc chiến tranh. Ông đã bỏ ra nhiều năm lặn lội vào chiến trường miền Nam Việt Nam và đã giành được nhiều thắng lợi cho cuộc chiến đấu của Cộng sản. Sau đó, vào cuối năm 1950, ông ra miền Bắc. Sau đó, vào cuối những năm 1950, ông ra miền Bắc và được bầu làm bí thư thứ nhất của Đảng Lao động Việt Nam ở cương vị đó rất lâu. Còn đây là một người trong quãng đời thời gian rất dài làm thủ tướng, hàng ngày chỉ đạo hoạt động của chính phủ và trở thành người phát biểu những quan điểm chung của Hà Nội. Sinh năm 1906 ở một tỉnh miền Trung Việt Nam, ông Phạm Văn Đồng là một người được học hành đến nơi đến chốn và sớm có học vấn cao, có uy tín với tri thức Việt Nam. Ông tham gia phong trào Việt Minh bí mật chống lại người Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, ông sống ở Việt Bắc, căn cứ đầu não. Sau đó, ông có mặt ở Geneva năm 1954 với tư cách là người dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Minh Cộng sản. Tại hội nghị quyết định chia cắt đất nước Việt Nam, ông trở thành thủ tướng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1956. Và sau đó 20 năm là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thống nhất. Và đây là một bộ óc chỉ đạo quân sự tài ba của Việt Nam. Bắt đầu chỉ đạo một đội quân có 34 người, dần dần ông trở thành một đại tướng, tổng tư lệnh, chỉ huy một quân đội đến hàng triệu người. Được nhiều người trên thế giới biết đến, đó là ông Võ Nguyên Giáp. Tướng Giáp sinh năm 1912, cũng ở Trung Bộ. Ông cũng được học hành đến nơi đến chốn, trở thành sinh viên luật, sau đó tốt nghiệp, trở thành giáo sư sử học. Vợ trước của ông bị chết trong một nhà tù của Pháp. Ông tham gia Việt Minh khi 27 tuổi. Ông là người phát triển tài tình chiến lược chiến tranh du kích, phòng thủ chiến lược và tranh thủ tiêu diệt địch. Ông là người chỉ huy cao nhất của quân đội trong hơn 30 năm trời. Và đây nữa là một người mà tên thật của ông thậm chí rất ít người biết đến. Đó là ông Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1890 ở miền Trung Việt Nam. Thế giới biết đến ông dưới tên Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo quốc gia nổi tiếng. Năm 1916, ông đã đại diện cho dân tộc mình đưa ra kiến nghị nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam. Ông đã sống nhiều năm ở Pháp, ở Nga, Trung Quốc. Mấy chục năm qua, sau năm 1945, ông đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 30 năm chiến tranh tiếp theo, ông Hồ thực hiện xây dựng một xã hội đoàn kết nhất trí với mục tiêu giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, tăng cường sức mạnh của nhà nước Cộng sản ở châu Á. Đây là một xã hội đoàn kết có kỷ luật cao, tuy nhiên cái giá phải trả cho cuộc chiến tranh này cũng rất cao. Trong xã hội này đã tập trung cao độ cố gắng để nhằm giành cho được chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Toàn xã hội đã tiến hành thảo luận công khai các vấn đề chung. Xã hội đã dùng sức cao độ để sản xuất nền kinh tế, chính trị, sau đó từng tờ báo, từng khẩu hiệu, tất cả mọi thứ đều tập trung vào nỗ lực chiến tranh. Cuộc chiến tranh ở miền Bắc được người ta gọi là góp phần chia lửa với cuộc chiến tranh ở miền Nam. Các vùng bị Mỹ ném bom quanh tạc rải rác khắp từ đồng bằng đến rừng núi.
The U.S. bombards this region almost daily for 8 years. Nhà ngoại giao Hà Tiên Lâu nói, khi kẻ thù phát động cuộc chiến tranh bằng không quân chống phá miền Bắc, mỗi người dân ở đây đều coi việc góp phần tham gia kháng chiến chống trả lại cuộc chiến tranh của Mỹ là trách nhiệm của chính mình. Tiến hành phòng thủ tích cực cũng là một biện pháp tham gia chiến tranh. Với vũ khí trên tay, các loại súng phòng không, súng máy, súng trường, mọi người đều góp phần chiến đấu. Đây cũng là một biện pháp nhằm giảm bớt thiệt hại do máy bay Mỹ gây ra. Sau khi máy bay Mỹ bay, mọi người trở lại làm việc trên vị trí của mình trong những nhà máy, cánh đồng, trường học và thành phố cũng như nông thôn, bị ném bom liên tục cả ngày đêm. Những người dân Vĩnh Linh đã chuyển xuống linh hoạt ở trong lòng đất. Hết năm này sang năm khác, họ đã mở rộng địa đạo của mình. Theo báo chí Hà Nội nói, địa đạo Vĩnh Linh có độ dài tổng cộng là hàng trăm dặm. 20.000 người dân Vĩnh Linh đã sống và làm việc trong các hầm này. Vĩnh Linh đã nêu được một tấm gương sáng về sự hy sinh cao cả cho toàn dân. Với sự cổ vũ khích lệ, kịp thời, những người dân ở đây không hề tỏ ra sợ hãi. Trong khói lửa của bom đạn, họ vẫn tiếp tục mọi sinh hoạt, kể cả hội họp, xem chiếu bóng, biểu diễn văn nghệ và sinh hoạt câu lạc bộ. Địa đạo đã trở nên quá quen thuộc với cuộc sống của họ. Dưới ốc tổ chức rất cao, họ bố trí địa đạo như một thị trấn có đủ mọi thứ, nào là trường học, thư viện, bệnh viện và cả khu sơ tán tránh mọi loại bom. Đa số những người dân ở đây trong nhiều năm trời không hề được hưởng một giờ phút hòa bình. Cả một xã hội, cả một guồng máy bị cuốn hút vào cuộc chiến tranh. Nhiều quan chức Mỹ đã tỏ ra sự ngạc nhiên rất lớn của họ về sự dẻo dai của người Việt Nam. Những người lái xe góp phần xứng đáng của mình, và họ cố gắng vượt qua những đoạn đường nguy hiểm để chở hàng đến nơi. Đây là một ví dụ trên một đoạn đường dài 7,5 dặm qua một làng. Khi đoạn đường bị ném bom, thì cả làng đổ ra tập trung mọi cố gắng để sửa chữa lại con đường, cho thông xe, chi viện cho tiền tuyến. Những người làm công việc này phần lớn là những người phụ nữ. Ở miền Bắc Việt Nam, phụ nữ đảm nhận nhiều công việc của nam giới trong nông nghiệp. Phụ nữ làm việc trên khắp cánh đồng, đã làm những công việc mà trước đây chưa từng làm, đó là cày bừa, lái máy, sử dụng súng. Our army was by nature a popular army. It was composed of three categories: the local militia, the region. Quân đội Việt Nam là một quân đội về bản chất của nhân dân. Họ có ba thứ quân: dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ đội chính quy. Bộ đội chính quy chủ lực bao gồm các thanh niên phần lớn tuổi đời từ 20 đến 25. Phần lớn họ có trình độ văn hóa phổ thông trung học. Họ đều có khả năng học lên đến đại học nếu có điều kiện cho phép. Có cả hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí là bộ phận không thể tách rời của sinh hoạt người lính. Hoạt động văn hóa, văn nghệ này phần lớn do các đơn vị nghệ thuật dân công đảm nhận. Đồng thời, họ cũng tổ chức các buổi văn nghệ quần chúng, cùng hát, cùng nhảy múa, kết hợp với môn thể thao, nào là bóng đá, bóng chuyền. Đây là một nét sinh hoạt trong thời chiến của người dân Việt Nam. Họ luôn phiên nhau đảm nhận trách nhiệm cảnh giới, bảo vệ an toàn cho các cuộc vui chơi. Tướng Giáp là một biểu tượng anh hùng của quân đội Việt Nam. Ông là người hết sức kiên trì, một tài năng quân sự. Ông nói, chúng tôi cũng có thể bị thất bại, nhất là trong một trận đánh. Chỉ là thất bại nhất thời, nhưng không bao giờ bị thất bại trong toàn cuộc chiến tranh. Sự hỗ trợ quân đội của ông là toàn thể dân chúng, quân với dân gắn bó chặt chẽ với nhau. Khi đã cởi bỏ bộ đồng phục của người lính, lập tức trở thành người dân thường. Sự chỉ đạo của tướng Giáp và những người chỉ huy dưới quyền ông thường rất ít khi bị chỉ trích.
Chủ tịch nước, thủ tướng cùng với các tướng lĩnh cũng như mọi người đều sinh hoạt giản dị gần gũi nhau. Không có những hệ tư tưởng mà trong cả cuộc chiến tranh cách mạng, trong sinh hoạt hàng ngày hiện đại, chúng tôi nói theo Bác Hồ của chúng tôi, dẹp hết mọi tính toán, mọi mối liên hệ cá nhân. Người luôn dạy chúng tôi là phải kiên trì nhẫn nại. Trong mọi tình huống, chúng tôi không bao giờ nản chí. Mặc dù xóm làng quê hương của chúng tôi có thể thường xuyên bị bắn phá. Trong 8 năm ném bom bắn phá của không quân Mỹ, các thị trấn thị xã miền Bắc đều bị phá hủy. Nam Dinh, of Vietnam's third largest city. It is a transportation and textile center. Nam Định, thành phố lớn thứ ba ở miền Bắc, một thành phố nổi danh là một trung tâm công nghệ dệt truyền thống của miền Bắc, cũng bị chung số phận như bao thành phố khác. Sự tàn phá hủy diệt tràn lan rộng rãi khắp thành phố. Thành phố này cách Hà Nội 50 dặm về phía nam. Trước kia là một thành phố nhỏ và cổ. Những nhà thờ, trường học, các bệnh viện ở đây đều bị phá hủy. Hầu hết 90.000 dân ở đây đều đi sơ tán. Cuộc chiến tranh này đã trở nên tinh vi phức tạp. Đại tá Hàm Văn Long nói, kẻ thù ném bom rất man rợ. Trong khói lửa chiến tranh, dưới làn bom đạn, cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhiều nhà máy xí nghiệp đã phải sơ tán vào các hang núi hoặc là phải phân tán nhỏ về nông thôn. Tại nhà máy công cụ số 1 Hà Nội, sản xuất vẫn tiếp tục duy trì. Sản xuất vẫn tiếp tục với tiềm lực chi viện cho miền Nam. Trong suốt 30 năm đó, những khó khăn trong đời sống của từng người vẫn kéo dài và ngày càng trở nên gay gắt. Khẩu phần lương thực và thực phẩm giảm đi rất nhiều so với trước chiến tranh. Food is about subsistence level. Năm 1967, bình quân đầu người độ khoảng 0,45 kg thịt và 8 bảng, tức là 3,6 kg gạo. Và trong cả 2 năm, mỗi người lao động chỉ được trên 4 mét dài. Nhiều cán bộ công nhân phải làm việc và sản xuất cách xa nhà hàng trăm dặm. Kết quả là con em họ phải sống xa bố mẹ. Có khi đến hàng năm trời, và mùa thu đến, năm học mới lại được khai giảng ở nơi sơ tán trong khu lán trại tạm bợ. The evacuated areas were first used in 10th century wars. They live now where their ancestors fought. Ở Việt Nam, trẻ con cũng vui chơi Tết Trung Thu, và thường trong những năm này, cuộc vui chơi vẫn được tổ chức trong các buổi tiệc sơ tán. Người dân Việt Nam đã phải sống trong những giờ phút gay go ác liệt nhất, nhưng cũng rất hào hùng nhất. Nhịp sống vẫn duy trì ở các vùng Thiên Chúa giáo. Giáo dân dẫn đến nhà thờ, mọi sinh hoạt bình thường của người dân chỉ ngưng lại khi máy bay ném bom trút xuống. Bài học lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam từ những năm xa xưa vào thế kỷ 13, 14, 15 đã xuất hiện ở Việt Nam, những bài hịch kêu gọi toàn dân chống xâm lược. Bởi lẽ những bài hịch này rất hào hùng, có sức lôi cuốn mãnh liệt, thôi thúc lòng yêu nước của mọi người. Tiếng gọi giết giặc cứu nước của người xưa vẫn vang dội trong 600 năm qua. Cuộc chiến tranh này đã thêm vào cho truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc này những trang sử mới, những chiến công mới trong lịch sử của họ. Tâm lý dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại có tác dụng thúc đẩy mọi người cố gắng làm việc, sống chiến đấu để góp phần chiến thắng. Người Mỹ là những kẻ đột nhập, đường đột, xông vào nhà của chúng ta, đã phá hoại cuộc sống yên ấm của chúng ta, muốn chia cắt lâu dài đất nước ta. Người Việt Nam đã có truyền thống chống ngoại xâm Trung Hoa và Pháp. Họ đã quá quen thuộc với cuộc sống lam lũ vất vả, nhưng họ không hề nản chí, ngay cả trong điều kiện gây go ác liệt nhất. Civilians must contribute to the war. Clearing highways and rail lines becomes a specialist task. An estimated 500,000 civilians, mostly women, are mobilized as repair gangs, traveling wherever needed.
An estimated 500,000 civilians, mostly women, are mobilized as repair gangs. Sau các trận ném bom ở các nơi, có thể huy động nửa triệu người tham gia vào phục hồi sản xuất. Thông đường, phần đông trong số này là phụ nữ và trẻ em. Đến năm 1968, Hà Nội tuyên bố là 80% các thành phố, thị trấn và thị xã bị ném bom hủy diệt. Cho đến lúc này, Hà Nội là thành phố duy nhất chưa bị tàn phá mấy. Bởi lẽ trong những năm 60, người Mỹ cho rằng ném bom Hà Nội dẫn đến lôi kéo cả Trung Quốc và Liên Xô vào cuộc chiến ở Hà Nội. Tuy vậy, hàng ngàn hầm hố phòng không, hàng vạn hố cá nhân đã được đào và xây dưới lòng đường. Khoảng gần nửa triệu người, tức là 1/3 dân số, đã được huy động trực chiến để bảo vệ thành phố cùng với lực lượng quân đội. Cuộc sống hàng ngày vẫn phải tiếp tục, và trên hết, sản xuất phải được duy trì, thậm chí phải được tăng cường. Nếu không giữ vững được sản xuất, thì làm sao chúng tôi có thể theo đuổi được cuộc chiến tranh tốn kém này? Để đảm bảo an toàn cho công nhân sản xuất, những hầm hố được xây dựng khắp nơi, cả trong các nhà máy nữa. Vấn đề đặt ra là phải duy trì sự sống và mức sản xuất. Công nhân làm việc đến 16 giờ trong một ngày là bình thường. Số tiền của mà miền Bắc tiêu phí vào cuộc chiến tranh này là không kể xiết. Chiến tranh đòi hỏi phải hy sinh nhiều về kinh tế, nhiều hàng tiêu dùng rất bình thường phải hạn chế bớt, và có thể chứng kiến người xếp hàng dài dằng dặc để mua các thứ nhu yếu phẩm, thậm chí cả bao thuốc lá Điện Biên. Mọi thứ đều trở nên thiếu thốn. Vào những năm 60, khẩu phần lương thực, thực phẩm đã được tăng thêm nhiều nhờ viện trợ của Liên Xô, và người ta nói rõ rằng giữa ban ngày, ở nhiều nơi trên đường phố, chúng tôi bị đói rét đe dọa. Nhưng nhìn chung, các truyền thống văn hóa và thể dục của người dân vẫn được duy trì bình thường. Và tôi phải nói rằng thậm chí, người dân của chúng tôi không muốn nghỉ ngơi, ngay cả trong chiến tranh. Vẫn phải có những buổi biểu diễn văn nghệ, vẫn phải có những hoạt động nghệ thuật, thể thao. Buổi tối, khi có chiếu bóng hay biểu diễn văn nghệ, mọi người tề tụ đông đúc. Khi có báo động máy bay, thì mọi người phân tán đến nơi ẩn nấp, và đến khi máy bay đi rồi, mọi người quay trở lại và buổi chiếu phim lại tiếp tục. Cuộc sống như làm bom đạn vẫn tiếp tục như vậy đấy. Miền Bắc Việt Nam đối với người lãnh đạo nước Mỹ coi như là một nước cộng sản. Trong đó, mọi của cải là của chung, một tay sai của Nga Xô. Nhưng Hà Nội, nơi như người dân Việt Nam nói là họ đang chiến đấu để giành độc lập dân tộc, Bắc Việt Nam đương nhiên không hiểu được động cơ của người Mỹ khi đến Nam Việt Nam. Hà Nội không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một nước hợp pháp chính thức. Đối với người miền Bắc Việt Nam, chỉ là một nước Việt Nam thống nhất. Những người lãnh đạo Mỹ đã phạm phải sai lầm là đã đánh giá quá thấp lập trường dân tộc chủ nghĩa của chính phủ Hà Nội. Chúng tôi muốn nói về giới lãnh đạo ở Hà Nội và Bắc Việt Nam. Họ không phải xuất thân từ giai cấp vô sản. Nói đúng hơn, họ là những cố vấn của vô sản Việt Nam. Họ đã biết khơi dậy và phát triển những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc này. Bởi vì họ rất thông minh và sáng suốt, hiểu được những mâu thuẫn cơ bản giữa xã hội tư bản và những người vô sản. Đây cũng là điều những người tham gia vào công cuộc hội thảo nói về vai trò của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác ở Việt Nam. Cộng sản Việt Nam là những người đi tiên phong trong việc giải phóng dân tộc và đã giúp dân tộc này giành được chiến thắng. Họ đã không ngần ngại hy sinh cá nhân mình khi cần thiết. Và cho đến giờ phút này, nhiều người đã chiến đấu hy sinh trong suốt 50 năm trời. Trong đất nước này, hiếm có những người nêu gương sáng như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, họ còn quyết tâm chiến đấu thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa. Có những yếu tố ảnh hưởng đến tình cảm của con người họ đã trải qua quá nhiều hy sinh mất mát, khiến lòng họ chai sạn và họ không hề chùn bước. Hồ Chí Minh's boast that they were willing to fight 10 years, 20 years, 30 years or longer if necessary was not an idle boast, but rather really reflected a Vietnamese perception of history. It made
Năm 1969, ông Hồ Chí Minh qua đời. Nước Việt Nam coi đó là một trong những tổn thất cho cả dân tộc. Nhưng trước tổn thất lớn lao đó, dân tộc này vẫn chịu đựng. Năm 1945 đến năm 1975, 30 năm, hai cuộc chiến tranh lớn dành cho một mục tiêu duy nhất. Trong hai cuộc chiến tranh này đã có những thử thách lớn lao, và chính những thử thách này đã tăng cường khả năng sự dày dạn của những người lãnh đạo. Đôi khi cũng có những cuộc tranh luận. Ban lãnh đạo ở đây đã nhiều lần kêu gọi tăng cường khối đoàn kết nhất trí. Cái đã từng đoàn kết họ lại vẫn đang tiếp tục đoàn kết họ. Đó là lòng yêu nước nồng nàn và yêu chủ nghĩa xã hội sâu sắc. Đối với người dân Việt Nam thì độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. To the stability of that leadership, nor in fact even any major debate within that leadership as to goals. Ce qui les unissait. What united them and what still unites them is our environment. En premier lieu, le patriotisme ardent, the ardent patriotism, the true patriotism, l'amour profond. The profound love of independence and liberty that goes hand in hand with love of socialism. Ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã trả lời câu hỏi đặt ra cách đó 30 năm. Tại sao nhân dân nước các ông lại kiên trì đến như vậy? Thì ông Phạm Văn Đồng nói, đất nước tôi vốn có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm rất đặc biệt. Tất cả mọi người dân đều sẵn sàng dũng cảm hy sinh cho cuộc chiến đấu chung. Chúng tôi biết rất rõ, nếu chiến đấu dũng cảm, chúng tôi sẽ được cái gì, và nếu không, chúng tôi sẽ mất hết tất cả. Chính vì thế, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh. Trong 2000 năm trở lại đây, nước chúng tôi luôn luôn trải qua tình trạng như thế này. Do vậy, nhân dân Việt Nam có một hệ thần kinh rất vững chắc. Họ coi cuộc đấu tranh thế này chẳng khác gì như chơi một ván cờ đầy gay cấn mà họ luôn luôn giành phần thắng lợi. Vì vậy, họ không hề đau đớn.